gần 30 năm kinh nghiệm, Học viện Quản lý ESP là một học viện hàng đầu Singapore, đào tạo các chuyên ngành từ cao đẳng, đại học đến sau đại học về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, quản lý du lịch khách sạn, được bình chọn là top 4 học viện được yêu thích nhất, top 3 học viện có chương trình đào tạo và sau đại học được ưu chuộng nhất tại Singapore. Chương trình thực tập hưởng lương ngành du lịch khách sạn với mức lương là 800 tới 1.200 đô la Singapore. Khu hợp xá của trường nằm trong khuôn viên rộng lớn, hiện đại. EISP cũng là một trong những học viện đầu tiên được chứng nhận EduTrade 4 năm. Thì hiện nay, học bổng và chương trình khuyến học tại EISP Singapore, học bổng 70% học phí trị giá 370 triệu cho chương trình đại học. Học bổng dành cho chương trình có điểm trung bình là 3 năm, lớp 10, lớp 11, lớp 12 đều là 8 chấm, chứng chỉ IELTS là 6 chấm. Học bổng 1.000 đô la Singapore cho chương trình dự bị cao đẳng nâng cao, đại học trừ vào học phí. Học bổng 1.500 đô la Singapore cho chương trình thạc sĩ trừ vào học phí. Nối kết với thế giới thực, thì với tiêu chí đào tạo để sinh viên sẵn sàng cho công việc, EISP liên kết với các công ty 40 chuỗi khách sạn quốc tế đẳng cấp 4 đến 5 sao, các tổ chức du lịch, hãng kế toán, công ty vận tải, hậu cần cả trong và ngoài nước. EISP đào tạo đa dạng các chuyên ngành từ dự bị, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ, bằng cấp và chương trình học được cấp bởi các đại học đối tác danh tiếng Anh Quốc như các trường Cardiff Metropolitan University, Heriot-Watt University, Queen Margaret University. Và các chương trình đào tạo của EISP thì gồm có chương trình đào tạo từ tiếng Anh thì khai giảng là hàng tháng, cấp độ là từ cơ bản đến nâng cao. Thời gian học là 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Chương trình dự bị đại học, thời gian học là 6 tháng, khai giảng là tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Các chương trình cao đẳng nâng cao đại học là tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, quản trị chuỗi cung ứng logistics. Thời gian học cao đẳng là 9 tháng, cao đẳng nâng cao là 9 tháng. Và bằng cuối đại học là 12 tháng do Đại học Anh Quốc Cardiff Metropolitan cấp bằng. Và ngành quản trị du lịch, tổ chức sự kiện, quản lý casino, khóa học cao đẳng 6 tháng, cao đẳng nâng cao là 6 tháng và 6 tháng thực tập hưởng lương. Và năm cuối đại học là thời gian học 12 tháng do Đại học Anh Quốc Queen Margaret của Anh Quốc cấp bằng. Và các chương trình thạc sĩ thì chương trình MBA cấp bằng của Đại học Heriot-Watt Anh Quốc và chương trình thạc sĩ MBA quản trị dự án được cấp bằng bởi Đại học Cardiff Metropolitan của Anh Quốc. Và chương trình quản trị khách sạn quốc tế và khả năng lãnh đạo được cấp bằng bởi Đại học của Anh Quốc là Queen Margaret, thời gian học là 15 tháng. Và chi tiết hơn về các chương trình học tại EISP thì các bạn hãy liên hệ với các chuyên viên tư vấn 3848 4879 hoặc truy cập website tuyendaiduong.edu.vn.